Các bạn đang theo dõi video tại D-Channel, kênh video công nghệ chính thức của Di động Thông minh. Các bạn có thể truy cập website didongthongminh.vn để tham khảo thêm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. iPhone 5 và iPhone 5S, lựa chọn nào phù hợp hơn về kinh tế cũng như đáp ứng những trải nghiệm? D-Channel đã có video tư vấn khá kỹ cho các bạn. Tuy nhiên, sau khi đã lựa chọn cho mình một trong hai sản phẩm rồi, mình cá rằng không ít bạn sẽ tiếp tục đặt ra câu hỏi, lựa chọn màu nào sẽ đẹp hơn? Tưởng chừng những câu trả lời khá dễ dàng, nhưng rất nhiều bạn còn đang phân vân, thậm chí có những bạn chờ đợi mua cho bằng được phiên bản màu mình thích. Và trong video này, mình sẽ giúp các bạn có câu trả lời thỏa đáng về lựa chọn màu sắc nào cho iPhone 5 cũng như iPhone 5S. Trước hết, với sản phẩm này, chúng ta sẽ có 3 lựa chọn về màu sắc, đó là vàng champagne, xám vũ trụ và màu bạc trắng. iPhone 5S được ra mắt tháng 9 năm 2013 và đến cuối năm 2013 thì Apple đã thống kê lại qua biểu đồ phân tích màu sắc mà người dùng chọn mua. Các bạn có thể tham khảo dưới đây. Qua biểu đồ thì chúng ta có thể thấy màu xám vũ trụ chiếm gần một nửa, tiếp đến là màu bạc và sau cùng màu vàng champagne. Tuy nhiên, đó chỉ là thống kê bán ra trên toàn thế giới. Còn đối với ở thị trường Việt Nam, có thể nói phiên bản hot nhất kể từ khi ra mắt đến nay đó chính là màu vàng champagne, khi hầu hết sự chú ý đổ dồn về dòng sản phẩm này. Nhớ lại thời điểm những chiếc iPhone 5S đầu tiên vào Việt Nam thì giá của iPhone 5S màu vàng cao hơn bản màu xám và màu bạc đến hơn 2 triệu đồng. Nếu bạn nào có thể đánh giá iPhone 5S chọn màu sắc nào là đẹp nhất, theo mình đó chỉ là đánh giá thông qua cảm nhận của cá nhân mỗi người mà thôi. Vì vậy, mình sẽ đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của từng màu để các bạn tham khảo. Đầu tiên sẽ là iPhone 5S phiên bản màu vàng champagne, màu đặc biệt nhất kể từ trước đến nay của Apple. Và nó được thị trường đón nhận rất nồng nhiệt với cái nhìn sang trọng và mới mẻ. Đây chính là thiết bị đi tiên phong dẫn đầu xu hướng, chẳng thế mà một loạt thương hiệu sau này như Samsung, LG đều có một thiết bị màu vàng champagne cho những sản phẩm hàng đầu của mình. Thứ hai đó là iPhone 5S bản màu xám vũ trụ. Không phải là màu đen như tất cả những phiên bản iPhone 4, 4S hay iPhone 5 trước đó, iPhone 5S màu sắc này cho bạn một cảm giác mới lạ, không khác gì so với màu vàng champagne. Với bản màu xám vũ trụ này, mình đánh giá tính thẩm mỹ cao hơn so với phiên bản iPhone 5 màu đen. iPhone 5S màu xám vũ trụ vẫn khá nổi bật, mang lại cảm giác cứng cáp và mạnh mẽ hơn nhiều. Và theo thống kê, đây chính là phiên bản màu sắc được bán nhiều nhất của iPhone 5S. Và cuối cùng là iPhone 5S màu bạc. Đây là dòng sản phẩm duy nhất không thay đổi màu sắc so với những thiết bị đi trước, và sự mới lạ sẽ là không cần thiết. Tuy nhiên, nó vẫn thuyết phục người dùng không kém gì hai phiên bản trên. Và các bạn cần lưu ý, với màu vàng champagne và màu xám thì khi bị xước, viền sẽ bị lộ ra màu bạc bên trong và sẽ rất dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khi đó, với phiên bản màu bạc thì vết xước sẽ lẫn vào màu của máy, vì vậy sẽ khó nhìn hơn. Với phiên bản màu vàng champagne và màu bạc thì mặt trước đều là màu trắng, nhìn sẽ rất nổi bật so với phiên bản màu xám, đặc biệt là phần phím home có cảm biến vân tay. Và ngoài ra, việc kết hợp sử dụng với phụ kiện ốp lưng bao da bên ngoài cũng sẽ dễ dàng hơn. Trong khi người dùng phiên bản màu xám vũ trụ thường ít có thói quen sử dụng thêu ốp lưng, bởi nó sẽ làm mất vẻ mạnh mẽ và nam tính của máy. Ở thị trường Việt Nam, chính thị hiếu khác nhau, vì vậy màu vàng champagne luôn được ưa chuộng nên sẽ có mức giá lúc nào cũng cao hơn hẳn, chênh lệch từ 1 đến 1,5 triệu so với phiên bản màu xám. Màu bạc cũng có giá cao hơn khoảng từ 400 đến 700 nghìn. Trong khi đó, màu xám vũ trụ rẻ nhất bởi độ phổ biến của nó. Tóm lại, iPhone 5S màu gì đẹp nhất? Mình sẽ có cái nhìn tổng thể để phân tích cho các bạn. Nếu thích sự mới mẻ thì bạn có thể chọn màu vàng hay màu xám vũ trụ. Tuy nhiên, nếu bạn thích sự mạnh mẽ và lịch lãm thì màu xám sẽ là một lựa chọn cho bạn. Còn với những bạn nào cá tính và yêu sự năng động cũng như sang trọng, hãy chọn cho mình phiên bản màu vàng champagne mới lạ. Về tính kinh tế thì iPhone 5S xám là rẻ nhất, tiết kiệm kinh tế nhất. Còn iPhone 5S màu vàng champagne các bạn sẽ phải chấp nhận bỏ ra một chi phí cao hơn. Còn nếu bạn là người không thực sự theo đuổi sự nổi bật hay cá tính, chỉ muốn trải nghiệm những tính năng của máy, không quá quan trọng bề ngoài, thì màu bạc sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Còn với iPhone 5 thì các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn hơn rất nhiều, bởi vì chỉ có hai màu đen và trắng truyền thống. Và tư vấn của mình cũng tương tự như trên. Chỉ có điều các bạn nên chú ý, màu đen của iPhone 5 thì sẽ đậm hơn của 5S khá nhiều. Vì vậy, khi xước, nhược điểm lớn đó là rất dễ lộ màu bạc bên trong, nhưng bù lại thì sẽ bền màu sau này, ít bị xỉn và bám bẩn theo thời gian. Và giá của nó cũng thấp hơn so với bản màu trắng từ 5 đến 700 nghìn. Và hy vọng qua video này các bạn sẽ chọn cho mình được một sản phẩm iPhone 5 cũng như 5S có màu sắc phù hợp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tư vấn lần sau.